Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình đang ở mức 87,15m, chỉ còn cách mực nước chết 7m. Nam Định triệt phá đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn. Tạp chí Mỹ chọn Việt Nam làm điểm đến hàng đầu. Hà Nam tìm giải pháp kích cầu du lịch sau dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tỉnh Ninh Bình đã thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Y tế, Công an tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiến hành kiểm tra đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra tại 8 huyện thành phố Ninh Bình và một số cơ sở sản xuất là các công ty doanh nghiệp trên địa bàn, đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Các huyện, thành phố, các địa phương đều đã trích ngân sách hàng tỷ đồng mua sắm trang thiết bị thuốc men, tuyên truyền triển khai cho người dân thực hiện khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng nCoV. Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị tăng cường giám sát các đối tượng từ nước ngoài hoặc từ vùng có dịch về địa phương để theo dõi, quản lý sức khỏe theo quy định, tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tại tỉnh Thái Nguyên, trận mưa kèm sông lốc xuất hiện trong đêm qua đã gây thiệt hại về tài sản tại một số địa phương trong tỉnh. Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 548 hộ dân bị tốc mái, ít nhất 5 trường học bị hư hỏng phải cho học sinh nghỉ học để khắc phục sự cố. Hàng chục cột điện, cây ăn quả, hoa màu, cây lâu năm đã bị gãy đổ. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Đối với những cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu nhà trường tích cực khắc phục hậu quả và sớm có phương án để đưa học sinh trở lại trường. Hiện nay cả nước đã bước sang nền nhiệt độ cao, vấn đề giữ các nguồn nước đang được các địa phương tập trung quan tâm. Ngày 8 tháng 5, mực nước hồ thủy điện Hòa Bình đang ở mức 87,15m, chỉ còn cách mực nước chết 7m. Lượng nước còn lại khoảng 813 triệu mét khối, tương đương với lượng điện sản xuất chỉ còn khoảng 150 triệu kWh. Nếu mực nước trong hồ tiếp tục xuống thấp, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất điện thời gian tới. Lãnh đạo công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước hiện nay là do lượng nước trên lưu vực sông Đà giai đoạn cuối năm 2019 thiếu hụt kỷ lục, khiến hồ Thủy điện Hòa Bình không thể tích đủ nước. Tổng lượng nước về hồ Hòa Bình trong 4 tháng đầu năm nay ở mức rất thấp, chỉ đạt 4,1 triệu mét khối, là năm thấp nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011. 4 tháng đầu năm nay, sản lượng điện của nhà máy cũng chỉ đạt 16,8% so với kế hoạch năm, thấp nhất trong nhiều năm nay. Trước tình hình diễn biến cực đoan của thời tiết, nguồn nước bị thiếu hụt và cạn kiệt, công ty Thủy điện Hòa Bình kiến nghị các bộ ngành, địa phương cần nghiên cứu chuyển đổi cây trồng vùng hạ du đồng bằng sông Hồng để giảm phụ thuộc vào nguồn nước từ hồ Thủy điện Hòa Bình. Mùa mưa bão năm 2020 đang tới, trong khi cả nước vẫn còn 1.730 hồ chứa xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ và không ít địa phương vẫn còn chủ quan trong việc thực hiện các nội dung về an toàn đập hồ chứa. Không lơ là chủ quan, tỉnh Thái Nguyên đã có những biện pháp chủ động đối với hồ Núi Cốc. Hồ Núi Cốc là một trong 6 công trình thủy lợi trọng điểm cấp quốc gia, có nhiệm vụ đảm bảo nước tưới cho trên 12.000 ha lúa và hoa màu, cấp nước bổ sung cho hệ thống sông cầu. Hồ rộng khoảng 25 km2 với dung tích chứa 175 triệu mét khối nước, bao gồm các hạng mục đập chính, 7 đập phụ, 20 km kênh, 2 trạm bơm và một hồ nhỏ. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên là đơn vị được giao quản lý công trình hồ Núi Cốc đã hạ thấp mực nước hồ xuống khoảng 70% so với cao trình mực nước dâng bình thường, đồng thời xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cụ thể, trong đó đưa ra các tình huống dự kiến có thể xảy ra trong mùa mưa bão và giải pháp xử lý kỹ thuật. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã thực hiện hoàn thành tích hợp 93 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Như vậy, so với lộ trình đặt ra, ngành thuế đã nỗ lực hoàn thành trước thời hạn 6 tháng so với yêu cầu của Bộ Tài chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Các thủ tục hành chính được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia bao gồm dịch vụ khai thuế, dịch vụ nộp thuế, dịch vụ khai giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuế đất,
Với sự tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia, doanh nghiệp cá nhân chỉ cần đăng nhập một lần có thể thực hiện rất nhiều dịch vụ công của các bộ ngành khác. Đáng chú ý, việc kịp thời tích hợp thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế đã tạo thêm một kênh thuận lợi để người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện thủ tục gia hạn. Tính đến ngày 7 tháng 5, cơ quan thuế trên cả nước đã tiếp nhận tổng cộng hơn 90.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Với tổng số tiền gia hạn là hơn 26.260 tỷ đồng, cơ quan thuế đang tiếp tục tiếp nhận, phân loại xử lý đối với giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế, được nộp thông qua các hình thức điện tử, bưu chính hoặc trực tiếp. Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm những tồn tại đưa dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào vận hành trong năm 2020. Đây là nội dung có tại thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội vừa qua. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương chỉ đạo hoàn thành các thủ tục để sớm bàn giao dự án Cát Linh - Hà Đông cho Ủy ban Nhân dân Hà Nội khai thác, quản lý. Các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về bố trí nguồn vốn để trả nợ gốc khoản vay đến hạn, không được xảy ra vấn đề chậm trả nợ. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt với nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của dự án, sớm đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào vận hành khai thác. Theo cảnh báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng đầu tháng 5, miền Bắc nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng xảy ra đợt nắng nóng cao độ, nguy cơ bùng phát cháy rừng là rất cao. Tại địa bàn huyện Yên Minh, đây là địa phương thông thường nhiệt độ cao hơn các khu vực khác, diện tích rừng cây lá kim lớn. Do vậy, hạt kiểm lâm huyện và các xã thị trấn trên địa bàn cũng đã đẩy mạnh công tác tuần tra tuyên truyền cho nhân dân phòng chống cháy rừng. Định kỳ hàng tháng, các thành viên trong đội xung kích của thôn Lùng Vái lại cùng với kiểm lâm địa bàn và dân quân xã Na Khê đi tuần tra, bảo vệ rừng gắn với phòng cháy chữa cháy rừng. Hoạt động này sẽ được thực hiện thường xuyên hơn trong giai đoạn nắng nóng liên tục như hiện nay. Nếu như trước đây rừng mang lại chất đốt, thì nay rừng mang lại thu nhập, gạo ăn và bảo vệ cuộc sống cho người dân. Nhà nước đã biết quan tâm như thế rồi, vẫn là báo cáo tất cả bà con như thế, bà con vẫn bảo ôi rồi bây giờ thầy không nên phá rồi, bây giờ kiểm lâm đã có tiền và năm nào vẫn có tiền phát về cho dân, bây giờ phải tất cả phải giữ rừng ở đấy, đừng mà phá nữa. Tính đến hết năm 2019, toàn huyện Yên Minh có trên 27.600 ha đất rừng, trong đó có 18.700 ha rừng phòng hộ, 1.600 ha rừng đặc dụng. Tỷ lệ che phủ rừng của toàn huyện đạt 35%. Với đặc thù phần lớn là rừng núi đất, diện tích cây lá kim lớn, do đó nguy cơ cháy rừng trên địa bàn huyện là rất cao. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện và 18 xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ huy Bảo vệ và Phát triển rừng với tổng số trên 800 người tham gia. 273 trên 273 thôn bản đều thành lập tổ, đội, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng với trên 1.400 người tham gia. Dụng cụ, thiết bị thì xã cũng đã chủ động bố trí một cái phần kinh phí của xã để đầu tư trang thiết bị trong cái công tác phòng cháy chữa cháy khi mà có cái vụ việc đấy xảy ra. Cũng xây dựng các tổ xung kích là nằm trong 10 thôn là đều có tổ, các tổ xung kích, báo cáo đồng chí là như thế. Xong là phối hợp với lực lượng dân quân, công an, bộ đội biên phòng tuần tra thường xuyên. Trong mấy ngày vừa qua, do thời tiết nắng nóng, hạt kiểm lâm huyện Yên Minh đã tăng cường phân công cán bộ xuống địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gắn với tuần tra bảo vệ rừng. Đặc biệt với những địa bàn có nguy cơ xảy ra cháy cao, hạt kiểm lâm đã phân công cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Ngày 8 tháng 5, đội quản lý thị trường số 17 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với phòng PC05 Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm thịt đông lạnh Tiến Phát tại địa chỉ số 119 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Hà Nội. Bước đầu thu giữ hàng tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn chứng từ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 10 tấn thịt đông lạnh nhiều loại như dạ dày lợn, sườn lợn, chân gà. Trong số đó có 6 tấn thịt không có hóa đơn. Chủ doanh nghiệp cho biết toàn bộ số hàng trên đều được mua trôi nổi trên thị trường, do vậy không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh được nguồn gốc. Đúng, đây là một trong những loại thực phẩm được giới trẻ hiện nay rất là thích. Đấy là những sản phẩm mà khi mà được đưa ra tiêu thụ trên thị trường sẽ rất là ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Cái thủ đoạn của đối tượng này là hàng hóa với những sản phẩm này thì đối tượng thường là về là như là có đơn đặt hàng và thường là về buổi đêm, và những gọi là những sản phẩm của động vật
thì thường đối tượng là như là trà trộn những với những cái sản phẩm mà có hóa đơn chứng từ, sau đó là như là đưa những hàng hóa không hóa đơn chứng từ vào. Toàn bộ số thực phẩm này đã được cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. Với lợi thế về cảnh quan, giá cả và những bãi biển tuyệt đẹp, tạp chí Travel Leisure Mỹ đã điền tên Việt Nam vào top điểm đến sau khi dịch COVID-19 qua đi. Tạp chí này cũng chia sẻ về kế hoạch đến Việt Nam trong tháng 5. Tuy nhiên, dự định này đã phải tạm gác lại do tình hình dịch bệnh phức tạp. Tạp chí này miêu tả Việt Nam là khu vực giàu văn hóa và sôi động nhất thế giới, nổi tiếng với những bãi biển nhiệt đới tuyệt đẹp và thưởng thức ẩm thực đường phố nổi tiếng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp, công ty lữ hành du lịch Hà Nam đều gặp khó khi các tour tuyến bị hủy, gây thiệt hại không nhỏ. Trước thực trạng trên, ngành du lịch cũng như các đơn vị lữ hành ở Hà Nam đã chủ động các phương án và chuẩn bị các điều kiện sẽ khôi phục trở lại. Hà Nam là địa phương có thế mạnh về phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, tâm linh, du lịch văn hóa, lễ hội đầu năm. Tuy nhiên, dịch COVID xảy ra ngay trong dịp đầu năm, khiến lượng khách du lịch sụt giảm lên đến 80-90% so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo tình hình thiệt hại và khó khăn sẽ còn kéo dài trong những tháng tới. Trong thời gian tới, khi mà dịch bệnh được đẩy lùi hoặc là có những cái chỉ đạo của cấp trên, thì về phía ngành du lịch cũng sẽ triển khai một số cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi cũng sẽ xây dựng cái kế hoạch để tăng cường công tác quảng bá xúc tiến trong cái khuôn khổ năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra ở Ninh Bình năm 2020. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ có những cái kết nối với các tỉnh thành phố để xây dựng các cái tour tuyến điểm đến, xây dựng điểm đến. Về phía công ty du lịch thương mại Hải Nam, chúng tôi chuẩn bị công tác, làm công tác chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về con người, về phương tiện, về tất cả các cái điều kiện tốt nhất, và tất cả các cái gói du lịch của chúng tôi thì chúng tôi có cái chính sách giảm giá. Song song với các biện pháp nghiêm ngặt để phòng dịch, bảo vệ an toàn cho du khách trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Hà Nam đã tham gia liên kết phát triển du lịch với các tỉnh lân cận và khu vực, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh, tìm kiếm và khai thác các thị trường mới, tiềm năng, chuẩn bị sẵn gói kích cầu để chào bán ngay khi dịch bệnh qua đi. Sau thời gian dài gần như tê liệt vì dịch COVID-19, các điểm đến doanh nghiệp du lịch đang nỗ lực kết bè với hàng loạt kế hoạch, sản phẩm kích cầu, giảm giá sâu để vượt qua sóng lớn. Các chuyên gia cho rằng thị trường nội địa sẽ là cứu cánh cho ngành kinh tế xanh trong tương lai gần. Những tín hiệu vui tại một số khu điểm du lịch trên cả nước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mang lại nhiều hy vọng về sự phục hồi của thị trường khách nội địa trong thời gian tới. Hiện các doanh nghiệp lữ hành đang cho ra mắt những sản phẩm mới phù hợp với tình hình thực tế, đó là những chùm tour ngắn ngày phục vụ cá nhân, nhóm khách nhỏ và nhóm khách gia đình. Công ty chúng tôi cũng đã có lịch khởi hành từ tháng 5 cho đến hết tháng 8 dương lịch, và đây là chương trình dành để gom khách lẻ với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ từ khoảng 4.990.000 đồng trở lên. Thế ngoài ra thì công ty chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng một số các cái gói combo du lịch phục vụ cho các nhóm khách lẻ, các nhóm gia đình có nhu cầu đi du lịch theo cái hình thức này. Tại nhiều địa phương, những buổi họp bàn giải pháp kích cầu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của chính quyền với các đơn vị du lịch trên địa bàn đang được triển khai. Sự chuẩn bị này để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách khi đi du lịch trở lại, với chất lượng tốt nhưng giá thành rẻ. Các chuyên gia nhận định thị trường du lịch sẽ chỉ nhích từ từ, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và thế giới. Ngay từ bây giờ, bốn bên là điểm đến, lữ hành, hàng không, cơ sở lưu trú phải bắt tay thật chặt để tạo ra các tour, sản phẩm kích cầu giá tốt mới có thể giúp du lịch khởi sắc trở lại. Kích cầu đúng vào cái thời điểm mà mở cửa sớm và đặc biệt là cái sự chuẩn bị tốt, thì tôi nghĩ rằng là cái việc kích cầu cũng hoàn toàn là thành công. Nhưng tất cả những cái biện pháp này là phải làm rất là bài bản, tuân thủ nghiêm túc cái mục tiêu kép, tức là chúng ta đảm bảo phòng chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Và đây cũng sẽ là một, tôi nghĩ rằng đó là một cái bước thử nghiệm ban đầu rất là tốt để cho ngành du lịch có thể triển khai các hoạt động du lịch, đặc biệt là các hoạt động du lịch nội địa trong thời gian tới. Trước sự đóng băng của thị trường khách quốc tế, du lịch nội địa đang được xem là cứu cánh cho ngành du lịch.
Trong tháng 5 này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng sẽ tổ chức phát động chương trình kích cầu ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Hiện các đơn vị kinh doanh lữ hành, lưu trú, điểm đến và hãng hàng không đã sẵn sàng tham gia kích cầu du lịch nội địa. Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, lưu thông tiền giả quy mô lớn trên địa bàn. Một lượng tiền giả khá lớn đã được bán cho hàng trăm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước lưu thông trên thị trường để thu lợi bất chính. Theo hồ sơ của Công an tỉnh Nam Định ngày 17 tháng 4 vừa qua, Phòng An ninh Điều tra và Công an huyện Giao Thủy phát hiện bắt giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Tác, 24 tuổi và Cao Văn Phương, 25 tuổi cùng trú tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, đang có hành vi sản xuất tiền giả tại căn nhà ở xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 41 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và toàn bộ trang thiết bị máy móc dùng làm tiền giả. Quá trình điều tra, Phòng An ninh Điều tra phối hợp với Công an huyện Hải Hậu cũng phát hiện bắt giữ đối tượng Đỗ Mạnh Tường, 20 tuổi trú tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, đang tiêu thụ tiền giả trên địa bàn huyện Hải Hậu. Lực lượng chức năng thu giữ 7 triệu 800 nghìn đồng tiền giả. Số tiền này, đối tượng khai mua của Trần Hoàng Anh, 18 tuổi trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực qua mạng xã hội. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng Internet. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này đã thu hút hàng nghìn con bạc tham gia tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước với số tiền giao dịch từ năm 2019 đến nay lên đến hơn 10.000 tỷ đồng. 13 đối tượng đã bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc, 7 đối tượng đã bị bắt về hành vi đánh bạc. Với hình thức đánh bạc thông qua game đổi thưởng, đường dây này quảng cáo công khai trên các trang mạng xã hội với hình thức bắt mắt và hấp dẫn để lôi kéo người tham gia. Tôi thấy nó xuất hiện trên các banner quảng cáo ở các trang phim. Nghĩa là mỗi lần mình kích vào nó sẽ tự động nó ra một cái tab khác mà nó đập vào mắt. Cũng tò mò, tại vì họ bảo là bảo mật thông tin rồi thì nó được cấp phép rồi các thứ. Máy chủ của game này được đặt ở nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 tại Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc giao dịch mua bán điểm game. Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1 năm 2019 đến nay lên đến 10.000 tỷ đồng. Là chúng tôi xác định được rằng các cái nhóm tổ chức đã sử dụng các thiết bị về công nghệ để cài đặt sẵn. Ví dụ như là những người chơi mới thì người ta để một cái chế độ là thắng 70. Trong một thời gian ngắn để thu hút người chơi, nhưng thực ra là một thời gian rất ngắn, sau khi mà người chơi thắng đam mê hoặc là bị cuốn hút vào thì cái tỷ lệ thắng thua được điều chỉnh bởi con người, được điều chỉnh bởi các cái thiết bị về công nghệ. Chính vì vậy nên là đến giờ phút này thì chúng tôi đã xác định được có những ngày đấy, nhóm tổ chức, một nhóm đại lý của một con game đã thu lợi đến hàng tỷ đồng. Theo cơ quan công an, trong thời gian vừa qua khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cả nước thực hiện giãn cách xã hội thì cũng chính là thời điểm tội phạm tổ chức đánh bạc trên mạng Internet bùng phát. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, đấu tranh mở rộng chuyên án. Vừa qua tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ mất trộm xe ô tô khi tài xế đỗ xe ở gần nhà. Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu cho biết ngày 13 tháng 4 năm 2020, anh Nguyễn Đình Thực, sinh năm 1984, trú tại thôn An Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, sau khi làm việc xong buổi sáng, đã đỗ xe cách nhà 50m. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, anh đi ra thì phát hiện chiếc xe đã biến mất. Hiện Công an huyện Khoái Châu đang tiến hành thu thập tài liệu điều tra xác minh sự việc. Được biết anh Thực đang là lái xe của hãng taxi Thanh Thủy, có địa chỉ tại xã Ông Đình. Trước đó tại xã Phùng Hưng cũng đã có một tài xế của hãng xe này trình báo mất trộm xe ô tô. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.